Lễ trao tặng truy tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Văn Xương Cát lần thứ nhất năm 2020 được tổ chức vào sáng ngày 31 tháng 12. 19 tác giả có những tác phẩm tiêu biểu cũng như cống hiến lớn cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà từ năm 1945 đến nay được trao giải. Giải thưởng góp phần biểu dương, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật của các tác giả có tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh vùng đất và con người Vĩnh Long thời kỳ kháng chiến, trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao 15 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc Vĩnh Long tình đất tình người. Cuộc thi được phát động trong năm 2019, thu hút sự tham gia của 172 tác giả trong và ngoài tỉnh với 274 tác phẩm.